Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn cách là điền cái đơn xin nhận trợ cấp 5 an của SI. Thì dành cho những bạn nào mà có thu nhập thấp này, nuôi con nhỏ có thu nhập thấp mà chưa nhận được cái đơn, cái giấy nhận trợ cấp 5 an của SI, thì các bạn có thể là làm theo cái video hướng dẫn của mình để điền cái mẫu để xin nhận được trợ cấp 5 an của SI nhé. Thì cái thủ tục này thì cũng rất là đơn giản. Thì trước tiên thì mình sẽ nói qua trước về cái thủ tục này. Lát nữa thì mình sẽ là hướng dẫn các bạn cách điền cũng như là chi tiết là phần phía sau nhé. Đầu tiên thì các bạn cần tải cho mình một cái mẫu. Cái này thì cái mẫu này thì là mẫu đơn xin nhận trợ cấp 5 an. Thì là cái mẫu này thì các bạn là lên trên SI của mỗi người ấy thì các bạn tải cái mẫu về. Mỗi SI sẽ có mỗi cái mẫu khác nhau. Thì các bạn lên SI tải cái mẫu về. Đấy. Đây là cái đơn nhá. Cái đơn đây là cái đơn xin nhận trợ cấp 5 an. Cái thứ hai đó chính là các bạn cần chuẩn bị cho mình, photo cho mình một cái thẻ ngoại kiều. Photo cho mình cái thẻ ngoại kiều. Photo hai mặt nhá, thẻ ngoại kiều hoặc là thẻ My Number, photo hai mặt. Và thứ ba là các bạn chuẩn bị cho mình một cái thẻ ngân hàng nhá, thẻ ngân hàng để cho SI gửi tiền về. Đấy, thì ba cái này hai cái này các bạn photo kèm theo một cái giấy này là ba cái. Thì các bạn ba giấy tờ này thì các bạn là chuẩn bị cho mình một cái phong bì như thế này. Đấy, các bạn bỏ vào phong bì và các bạn gửi đi theo cái địa chỉ của SI của mỗi người. Đấy, thì bây giờ hình thức chi tiết mà cách điền thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cụ thể các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cụ thể các bạn cách điền nhé. Đầu tiên là mẫu đơn đăng ký. Đơn sẽ có tên như thế này nhé. Và mình ở Ada Chi Cử thì nó sẽ có Ada Chi Cử ở đây. Còn những bạn nào mà ở SI khác thì là sẽ có tên khác nhé. Thì mình sẽ để cái phần mô tả của video ở cái link của Ada Chi Cử cho những bạn nào mà cũng ở Ada Chi Cử có thể là tải về được nhá. Thì sang cách ghi thì đầu tiên là họ tên này, ở trên là Furigana nhé, ở dưới là họ tên, ngày tháng năm sinh này và địa chỉ hiện tại. Đấy, tiếp theo là số điện thoại. Đấy, rất là đơn giản. Đây là của người, là người viết đơn. Đấy, là chỉ cần ghi như thế này thôi. Tên này, ngày tháng năm sinh này, địa chỉ này và số điện thoại. Thì bạn nào không có số điện thoại thì không ghi vào cũng được nhé. Và tiếp theo là cái thông tin của sổ ngân hàng, thông tin của ngân hàng. Thì các bạn tích vào cái phần A này. Thì có nghĩa là các bạn là đăng ký để gửi nhận tiền qua cái sổ ngân hàng. Đây là tích vào cái phần này. Còn những bạn nào mới tích vào phần này thì các bạn nhận tiền trực tiếp tải cái mã đồ gửi chi, có nghĩa là tải quầy thanh toán. Đấy. Ở đây thì các bạn nhận qua sổ ngân hàng. Còn ở đây thì các bạn nhận qua quầy thanh toán. Thì ở đây thì mình sẽ nhận qua sổ ngân hàng nhé. Và ở đây thì ngân hàng của mình là Ucho này. Thì mình sẽ ghi là Ucho. Đấy. Và vòng vào cái dòng chữ là Ginko. Ở đây có Ginko là ngân hàng Ucho. Và số chi nhánh thì là mình là số chi nhánh là cái tên, đây là cái tên chi nhánh nhá. Cái tên này thì là 018. Thì đây là cái số của cái tên chi nhánh ở trong sổ ngân hàng đấy. Đấy, tiếp theo là cô đồ này, mình cũng 018 này. Và cái sổ của mình là theo loại là phụ chữ, là vòng vào phụ chữ, ở đây chi nhánh thì vòng vào chi nhánh. Và tiếp theo cái số ngân hàng thì các bạn chỉ cần là điền 7 cái số của thẻ ngân hàng thôi nhé, 7 cái số phía sau. Thì như trên màn hình các bạn đang thấy thì là các bạn chỉ cần điền cái 7 cái số như thế này thôi nhé. Đấy, và tiếp theo là chủ tài khoản ngân hàng, là cũng là Trần Thiếu Anh, thì là ở đây là phải ghi là bằng đúng với cái tên của trong tài khoản ngân hàng nhé, bằng Hiragana nhé, Furigana nhé.
Đấy. Đấy, cái sổ ngân hàng thì cũng là chỉ cần ghi như thế này thôi. Các bạn ghi xong ở phần trên này thì các bạn nhớ tích ở đây để đồng ý các điều khoản nhé. Tích ở đây để đồng ý các điều khoản nhé. Đấy, và ở dưới này thì nó có ghi này cái thủ tục cần gửi theo. Thì đầu tiên là cái mẫu này. Cái mẫu này là chính là cái tờ này trên này, đấy, cái mẫu này. Đấy, cái mẫu này thì chính là cái cây này này. Đấy. Là các bạn là có một là mẫu đầu tiên nhá. Thứ hai là số ngân hàng copy hoặc là thẻ ngân hàng copy. Thì là cây này. Đấy, số ngân hàng copy nhá. Thứ hai là số ngân hàng copy hoặc là thẻ ngân hàng copy. Thứ ba là thẻ ngoại kiều, photo để xác nhận được là thông tin cá nhân của mình. Đấy. Đấy là cái thứ ba. Thì ba cái này các bạn chuẩn bị cho mình. Đấy, các bạn chuẩn bị ba cái này cho mình. Và các bạn là mua một cái phong bì như thế này. Đấy, mua một cái phong bì như thế này và các bạn bỏ vào nhé. Còn bỏ vào. Các bạn bỏ vào và các bạn gửi đi. Thì ở đây thì các bạn là viết cái địa chỉ của cái C của các bạn này. Và đây địa chỉ nhà. Và các bạn viết xong thì các bạn gửi đi vào hòm thư là được nhé. Thì sau khi các bạn chuẩn bị hồ sơ xong, gửi đi bằng phong bì như thế này. Các bạn gửi đi xong thì nếu mà hồ sơ được duyệt nhé, thì các bạn sẽ nhận được tiền trong vòng từ 2 tới 3 tuần nhé. Đấy. Nếu mà các hồ sơ được duyệt nhé, thì đây là chỉ là cái đơn để các bạn là xin nhận trợ cấp. Còn được duyệt hay không thì là tùy vào cái thu nhập cũng như là tình trạng thu nhập của các bạn. Đấy. Thì cái này thì tùy vào mỗi người nhé. Thì các bạn cứ thử làm đi để biết đâu lại được nhé. Thì là mình cũng xin là chúc các bạn thành công. Mình cũng xin kết thúc video tại đây nhé. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.